Phượng lên tiếng luôn ủng hộ em dâu Ngọc Mai. Gia đình của Phượng trong nhiều năm qua cũng đã ủng hộ Ngọc Mai rất là nhiều. Ủa? Nhưng đến khi chạm mặt trên sân khấu thì lại làm ngơ như hai người xa lạ. Phượng không quên trong giang nhìn nhau vội đi mau. Trong một sự kiện, cặp chị em dâu Hồng Phượng Ngọc Mai đã chạm mặt trực tiếp nhau sau tin đồn nội bộ lục đục. Hơn nữa, Hồng Phượng còn chính là MC cho chương trình mà Ngọc Mai biểu diễn. Trên sóng truyền hình, cô cho biết Ngọc Mai rất xứng đáng vì đã nỗ lực suốt thời gian qua. Gia đình của Phượng trong nhiều năm qua đã ủng hộ rất nhiều cho Ngọc Mai để cô ấy theo đuổi đam mê của mình. Ừ đúng rồi, gia đình ủng hộ Ngọc Mai chứ cá nhân cô MC thì đâu có ủng hộ. Nói lời chúc mừng gì mà không có nổi một nụ cười luôn á, là chúc mừng thật chưa? Hình như hơi gượng ha mọi người. Theo tôi nghĩ nếu đã là gia đình thì ít ra cũng phải có sự tự hào về những gì Osen làm được thời gian qua. Ai nói dẫn chương trình thì không được biểu cảm. Ủa này dẫn lễ trao giải chứ dẫn thời sự hay gì mà không có nổi một nụ cười chúc mừng cho người nhà. Cứ tưởng là cơm đành canh ngọt sau câu nói này, ai ngờ dân tình lại có nhiều ý kiến cho rằng lời nói này hơi giả trân, không thật lòng. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng show ra được khoảnh khắc chạm mặt nhau nhưng như người vô hình. Sau khi MC giới thiệu tới phần trình diễn của Osen, hai chị em chạm mặt nhau ngay trên sân khấu nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn ai, làm ngơ như hai người xa lạ. Trước tình huống này, khán giả cũng không giấu được những biểu cảm ngạc nhiên. Tuy nhiên, vài phút trước đó, khi bạn dẫn Mạnh Cường hô tên giới thiệu em dâu của mình, Hồng Phượng đã nở nụ cười rất tươi tắn, hân hoan. Nhưng dù vậy, khoảnh khắc không ai nhìn ai cũng đã khiến khán giả bàn tán. Trước đó đã có rất nhiều tin đồn về sự xích mích của hai gia đình anh em quốc cơ quốc nghiệp. Nào là nơi nào có em chồng thì nơi đó sẽ không có chị dâu. Không biết có trùng hợp gì hay không mà các cuộc họp gia đình, ăn uống, vui chơi cả nhà. Nếu có Osen thì sẽ không có Hồng Phượng. Vợ chồng quốc nghiệp còn phải dọn ra sống riêng với hai bàn tay trắng. Cũng có thời điểm cộng đồng mạng show ra chị dâu Hồng Phượng đã phản bác ý kiến Osen khi đã có hai mặt con rồi mà chưa được làm đám cưới. Hay gần nhất là drama quốc cơ không chịu chụp hình cùng Ngọc Mai. Nhưng thực hư mối quan hệ này ra sao vẫn chưa được làm rõ. Dù mối quan hệ của hai cô vợ có chút trục trặc, nhưng tình cảm của anh em quốc cơ quốc nghiệp thì vẫn keo sơn gắn bó vô cùng. Được biết cả hai đang ráo riết tập luyện để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới tại Italy. Đây cũng là dấu ấn đánh dấu hành trình 20 năm cống hiến cho nghệ thuật xiếc của cặp anh em đa tài điển trai này. Nói về phần Ngọc Mai, thời gian qua quả là hành trình rực rỡ của cô ca sĩ. Tuy nhiên điều đáng tiếc là cô nàng đã bị trượt mất giải Mai Vàng ở hạng mục nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Người thắng giải là ca sĩ Phương Anh với ca khúc Công Danh Nào Bằng Mẹ. Chiến thắng của Phương Anh đã khiến nhiều người khá bất ngờ, thậm chí còn có phần khó hiểu khi vượt mặt các đề cử sáng giá như Osen Ngọc Mai, Hòa Minzy, Tố Mì hay Vũ Cát Tường. Sự nổi tiếng bằng thực lực của Osen Ngọc Mai là điều mà khán giả công nhận. Từ ngày bước ra ánh sáng, cô được công chúng quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh những khoảnh khắc tình tứ bên ông xã thì tin đồn lục đục chị em dâu cũng được bàn tán sôi nổi. Bạn thấy sao về câu chuyện này? Hãy cùng để lại bình luận nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!